Ai ơi, chấm pen ai vẽ mà tròn? Chấm pen ai vẽ mà tròn? Cỏ kia ai cắt mà còn hơi cao? Hello anh em nha, tôi đây anh em ơi. Chào tất cả anh em. Hí. Team Juve mạnh nhất nhì server. Anh em thấy team Juve này đã ok la chưa? Nếu mà chưa thấy ok để tôi bỏ John Wick mà đưa tôi cái mã tôi mở lên tôi đập hết lên 9 cho nó lét hơn. Còn team Juve này chắc là mắc ping rồi. Ui, Spinazzola lại còn Cancelo, team này phải đá ba hậu vệ. Chuẩn. Thầy chỉnh chiến thuật RG là thầy Lee đã ở đây nhé. Ok ok John Wick ơi, vậy thì chỉnh chiến thuật như là thầy Lee ở đây ok. Ô của Cannavaro ấy. Nhét vào đây thôi. Juventus luôn gì? Cannavaro một cáp ấy. Ủa ngoài này toàn Uccellini luôn này. Zambrotta luôn này. Mandagoza này, Juventus luôn này. Moise Kean luôn này. John Wick đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ai chỉnh cái chiến đội với anh em ơi. Ui, háo hức quá. Ủa, còn cái team này trông nó phê pha thật sự luôn ấy. Dã man luôn team kìa, kinh khủng thật. Ủa, đội hình có 76.000 tỷ, thực ra không nhiều. Nếu mà để nói mặt bằng chung thì nó không nhiều. Nó là gọi là đủ chơi. Ừ, gọi là chuẩn là đủ chơi thôi. Chứ làm gì mà khỏe lắm. Ê cái lương này cho con Van der Sar xịn hơn là được đấy. Xin một like anh em ơi. Xin một like cho đội hình Juventus cực kỳ đẹp này. Ok anh em ơi, vào sân. Lego. Con Bazo là hiếm đúng không? Con Bazo NTG này rất là hiếm đúng không? Thấy anh em bảo rất là hiếm luôn. Thế mà đi Vatiji á, thôi anh em ơi đùa. Mà đội hình này vào Vatiji để Tiji khóc à? Ngất từ đấy mất. Tiji chắc ngất từ đây luôn mất quá. Đội hình này bắt vào Tiji, áp vào Tiji quá. Thôi anh em thương Tiji tí, Tiji già rồi mà. Đừng bắt Tiji làm những việc khó. Ủa. Phải trường. Đội hình mạnh là người ta đá bóng như thế hả? Ui, đội hình mạnh là người ta đá kiểu vậy anh em. Đá kinh vậy trường vậy. Tục ấn đi đâu, anh 7 tự truyền luôn. Tiền kiến tạo thật, đúng là tiền kiến tạo thật. Tiền nó chuyền bóng. Tiền nó làm hết mà, tôi làm gì đâu. John Wick đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Thầy hiểu tại sao em xây đội cầy chay chưa mặt cười. Nope. Ừ, đội này đá dễ quá à. Hiểu. Để trải nghiệm cảm giác chơi bóng. Còn đội này hình như không phải chơi bóng nữa rồi. Đua vịt. Hai. Tiền nó tạt. Tiền nó tạt. Ui tiền nó tắc bóng. Tiền đá không à. Ê nhưng chính là cầm cái ạc này thua bị chửi vãi trường nhỉ. Thua bị chửi là có tiền mà ngu. Thắng thì bảo là đá do tiền. Tiền nó ZD. Sướng quá. Gọi Tizi vào đây thôi. John Wick đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Dạ, cảm ơn John Wick ạ. Có khả năng là nay không nên bet kèo quá 3-0. Nên đấy. Kèo bet kèo quá 3-0 bình thường mà. Tiền chạy. Ơ, đi ơi. Vẫn thua được mà. Đấy, người ta đá hay như này cơ mà. Vãi chứ, được chưa? Thua bình thường. Tôi có giờ tự ý đâu. Ui, tiền nó dê. Cái gì ấy? Con bạn chưa băng ghi bàn kìa. Pirlo đã chi phối thầy Lân với 200.000 đồng. Ôi cảm ơn Pirlo nha. Hello, lần đầu đâu nét. Ôi cảm ơn em. Em là Kim Dung Động vì nụ cười của em đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Còn mẹ nó. Hello thầy, hello anh em trường làng. Ôi làm nào chắc thầy Kim Dung Động lại vậy. Vui vẻ ạ. Hôm nay thầy chỉ test mỗi team Juventus thôi ạ. Tí tao chơi full dự kiện. Mỗi một content này thì hơi chán thầy nhỉ mặt tao, cười. Tao chơi full dự kiện nhưng thằng Kim tao chờ thằng Kim Dung Động đi đã. Thằng Kim Dung Động đi chỗ khác đi. Rồi tao chơi. Cứ đòn. Lào làm gì đấy? Ơ kìa. Con đấy ý thức kém vậy. Tiền nó tạt. Tiền đánh đầu. Sướng thật. Bazo, Roberto Bazo đuôi ngựa thần thánh. Đuôi ngựa thần thánh. John Wick đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Mày.
Zidane đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ô, cảm ơn gì? Hello. Không nghe không ổn, nhưng nghe không em ổn. Là Kim Dung rồi, ok ok, nghe không ổn. Nghe không ổn. Lân với 10.000 đồng. Nghe không ổn. 12 năm đi học ở phổ thông và 4 năm đi học đại học, lần đầu tiên em thầy có ông thầy xưng với học sinh là mày tao. Tự ái VL, hiệu trưởng Long, hiệu phó Jun ơi, đuổi việc giúp tôi ông này với. Không, anh không. Em đồng ý cho tôi xin phím 1. Không ai đuổi chúng tôi đâu. Điên lắm, làm gì mà đuổi. Ý thức kém mới đuổi. Tôi ít làm gì đâu. Check inbox của tao nhanh luôn mà. Lào. Con vợ này cứ soạc mà. Mày trời tao này. Tao không nhịn thằng nào đâu. Thích thì tao húc đầu. Đừng đùa với Zidane của tao. Thẻ đỏ cũng được. Cùng lắm tao rời sân. Đi tắm. Không sao anh ấy. Không sao cả. Materazzi anh còn húc mà. Sợ gì dám bán thằng trẻ con mini tao này. Ui nó bảo tôi cắn như chó này. Tao nói gì bây giờ cho gấu bây giờ ta. Ôi đồ tôi cắn như chó anh em ơi, phải lo nào ta. Mày gâu gâu hoặc là... Giống không? Đội hình mạnh mà cắn vậy. Đội hình mạnh liên quan gì? Chó con ơi, ê nó khen tôi đáng yêu kìa. Đáng yêu không? Đáng yêu đúng hăm. Ơ, biết nó sao nào? Mẹ mày người thua chó. Tết quả chia xa, ui chia xa chỉ số thấp vậy, cút ra ngoài. Cút ngay ra ngoài. Chia xa chỉ số thấp quá, không xứng đáng đứng trong đội bóng này. Thôi đã thử trận nào, chia xa có huấn luyện viên không ta? Có luôn, ok. Federico chia xa. Ui, Icon Moment cộng 2 luôn. Chạy thẳng, tiền chạy. Đố đuổi được tao đây, đố bắt được tao. Đố anh bắt được em. Anh quay đâu đấy, ui khỏe đấy. Ai ấy nhở? Ai chẳng Gulliger hay gì ấy? Để sang ly à? Dạy anh em đá phạt nhá. Phạt góc này, đơn giản hiệu quả này. Chia xa đang đứng đợi này. Anh em tạt tới đúng đây. Đúng đây, ok à. Rồi anh em đánh đầu. Rồi, xong rồi. Xong về thủ anh em ơi. Về thủ. Chạy đi anh ơi. Ôi, đó là anh 721 tỷ cộng 8. Tiền sút. Nhà báo Hoàng Giang đã chi phí thầy Lân với 10.000 đồng. Ghi bàn cộng 10k thủng lưới trừ 20k chơi không thầy yêu. Chơi luôn với cả nhà báo Hoàng Giang luôn, nhận kèo. Không. Thế hơi ít. Tôi với nhà báo Hoàng Giang chơi quả kèo lớn hơn đi. X đôi đúng không? Ghi bàn 10k ít quá. Ghi bàn 30k thủng lưới 50k. Ok lên thuyền. Nhà báo Hoàng Giang đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn nhà báo. Nhận trận này. Ok nhà báo ơi. Ok, nhận kèo với nhà báo luôn. Ủa, sao khó ghi bàn nhở? Tôi nhận kèo mà khó nhở? Vị chưa? Alo. Ừ. Chết rồi, đối biết đá. Spinazzola, em phải làm được đấy. Ok, hai bàn. Siêu. Trường đậm cảm ơn Trường đậm sâu nha. Yêu thầy từ lần gặp đầu tiên ở Trương Định. Uầy. Thầy. Tại vì Trương Định thỉnh thoảng có mấy anh em ấy, thầy lỗi thật luôn là không nhớ trường lắm, nhưng mà sau vài lần như thế này là thầy mình sẽ nhớ nhau hơn đấy. Ơ. Bú. Ba bàn. Trận này ghi 7 bàn. 7 bàn. 7 bàn, ok. 7 bàn không thử lỗi bàn nào. Bú. Nhà thơ mà truyền thì làm gì có chỗ để chê. Quay. Tay ngã đi. Anh em thấy anh 7 mùa này đá điên không? Anh 7 mùa này đá dở hơi luôn đấy chứ nhở. Anh 7 mùa này đá dã man thật. Anh Bazo cũng vậy. Ôi anh Bazo ơi. John Witt đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn John Witt ạ. Anh 7 năm bàn một củ bú. Ê, ok, anh 7 ơi. Anh 7 đâu rồi, anh 7? Nope. Anh 7 ơi, đùa anh 7 ơi, anh giết em rồi. Anh 7 ơi. Đây, bóng anh đây nghe. Đúng anh 7 ấy. Đúng anh ơi. One more anh ơi. Lên mấy đứa lên đi. Pressing lên, thủng lưới không sao cả. Kèo với cả nhà báo Hoàng Giang là bú rồi. Thủng lưới đi, cho lấy bóng cho nhanh. Anh 7 ơi. Chạy đi.
Anh Bảy ơi, anh Bảy ơi, chuyền đi anh Bảy. Ok anh ơi, chạy lên trên này này. Ôi anh Bảy ơi, ôi anh giết em rồi anh Bảy ơi, đùa anh Bảy điên ơi, đùa đâu anh Bảy ơi. Anh Bảy ơi, anh giết em đi, em sống làm gì nữa. Anh Bảy ơi, còn đấy, đừng bỏ cuộc anh Bảy ơi. Anh Bảy của tôi là không bao giờ bỏ cuộc. Anh Bảy ơi, ôi anh Bảy trời ơi. Anh Bảy ơi, đùa em xin anh đây. Sút đi, sút đi. Sút đi cho tôi có cơ hội đặt bóng ở giữa sân. Ok. Ok ok. One more, one more. Ui, đùa. Đùa. Chạy 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 chạy. Chạy lên chạy lên. 3 phút kịp 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 kịp. Nope. Ê. Ê. Anh Bảy ơi. Ê rồi. Con. Anh Bảy ơi. Ui đùa đâu. Ui. Loris ơi, tao hận mày. John Wick đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Thầy chê tiền rồi. Cho thầy lại một cơ hội, cho thầy một cơ hội nữa thôi. Cho thầy một cơ hội nữa thôi. Đùa con chó Loris nó bắt quả điêu thế nhờ. Nhà báo Hoàng Giang đã chi phối thầy Lân với 70.000 đồng. Cảm ơn nhà báo ạ. Đối gà điên, sai lầm khi sang trường làng. Gì nữa? Sao lại đối gà điên? Một trận nữa vẫn kèo cũ. Ok ok, ok John Wick. Ok John Wick, tin tôi, tôi làm được. Ui, đội bạn đội hình mãnh ấy. Một này. Một. John Wick đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Chấm. Dạ, ok ok ok, ok ông bầu. 1-1-1-1, phút thứ 3. Tuyệt vời đấy, tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đấy, sự thăng hoa tuyệt vời đấy. Cái gì mà nốt trận này. Ôi giời, ôi giời. Cứ ngã, cứ ngã. Đùa anh Bảy, cứ chấm pe này vẽ mặt tròn mà. Ok, ok. Hay. Kêu bọn. Ba. Ok. Đừng ao. Thôi, thôi thôi. À, ê bạn ơi, ê bạn ơi. Đá tiếp, đá tiếp. Tôi với bạn hòa. Tôi bạn hòa. Tôi chỉ cần một điểm thôi, một điểm. Một điểm là lên hạng rồi. Tôi đút lưới. Tôi cho bạn ghi bàn. Thôi. Ô kìa. Tôi hứa mà. Tôi nói thật mà bạn ơi đừng. Bạn ơi. Ok. Người anh em tốt. Ok. Dùng đi. Ok 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 ok. Hai. Ui, thôi đi bạn. Đừng thôi. Không bạn phải đá đấy. Không thôi được đâu bạn. Bạn hay đấy. Bạn 10 điểm. Không có nhưng. Bạn cho tôi ghi bàn nhá. Bạn cho tôi ghi bàn đi. Tôi cho bạn ghi bàn thôi mà. Em dũng cảm thật. Anh Bảy. Kìa. Anh Bảy đâu rồi? Quintiano! One more! Hello thầy. Lỏ đấy! Ây da! Ây kìa! Tài ơi! Chấm pen ai vẽ mà tròn! Chấm pen ai vẽ mà tròn. Cỏ kia ai cắt mà còn hơi cao. John Wick đã chi phối thầy Lân với 1.000.000 đồng. Mãi mới xong. Trái tim.
Trái tim. Trời ơi, cảm ơn Sơ Huyết. Cảm ơn bầu Sơ Huyết. Còn anh phải có 6 bàn cơ. Đây này. Đấy chỉ bắt đầu thôi. Trượt pen rất là bình thường. Nope. Không. Quá đủ rồi. Hết rồi bạn ơi, hết rồi. Bạn ghi 2 bàn là quá đủ. Nope. 5-2 là tỷ số đẹp của trận đấu này. Hòa tiền với bác Hoàng Giang. Ok. Tất cả các bạn đã được biên hết rồi. Ok. Thương bạn kia quá, đùa.